Xin chào quý vị và các bạn, và tôi là Duy đến từ Auto Eli. Và ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc VinFast Clara, một mẫu xe máy điện thông minh của VinFast. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chiếc xe này có những cái gì và được trang bị như thế nào. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy là cái phần đầu xe thì được làm bo tròn hết phần yếm này, tràn sang hai bên. Và tất cả những cái đường viền này và logo thì đều được làm theo thiết kế dạng chữ V. Đây ạ, logo chữ V ở đây. Cái phần đen này cũng là chữ V. Hai cái đường viền, hai cái gân, đường gân chạy ở đây cũng là chữ V. Và hai cái đường nẹp ở chỗ đèn xi nhan ở đây. Đấy, nếu chúng ta nhìn trực diện vào thì cũng sẽ là cái kiểu tạo hình chữ V ạ. Và thật sự thì nếu mà chúng ta nhìn gần đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là xe được sơn, được phủ một cái lớp sơn khá là tốt. Đây, độ dày và tất cả các gánh nhũ này thì đều khá đẹp, đúng không ạ? Đây, đèn xi nhan LED. Đây, quý vị các bạn có thể xuống tiếp phía bên dưới này. Xe thì được trang bị bộ la răng 14 inch và là dạng 5 chấu kép hình ngôi sao. Xe thì cả phanh trước và phanh sau thì đều được trang bị là phanh đĩa và cùng phanh thì của Nissin ạ. Đây, lốp thì là lốp không xăm quý vị và các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi tiến tiếp lên trên đây. Xe được sở hữu đèn pha LED. Đây là giải LED định vị ban ngày, khá đẹp phải không ạ? Và đèn được chia làm hai tầng. Khi mà chúng ta bật cốt thì cái tầng bên trên sẽ sáng, còn bật pha thì sẽ sáng cả cái tầng bên dưới luôn. Và chắc chắn là tới clip tới đây thì tôi sẽ test cái khả năng chiếu sáng của mẫu xe Clara này cho quý vị và các bạn có thể hình dung rõ hơn. Ngay tới gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu xe cũng được thiết kế khá là đặc biệt và được làm kiểu cách rất là đẹp. Với cái phần nhựa sần màu đen ở đây, còn đây là được làm nhựa bóng để có cảm giác liền mạch hơn với cả cái phần cán gương ở đây. Ra là các chi tiết và cái độ hoàn thiện của xe thì khá tốt. Đây, ngay đến cái phần nhựa này cũng được gian nối rất là cẩn thận và kỹ, cái khe hở rất đều. Xe thì cũng sẽ được trang bị một cái màn hình dạng LCD ạ, dạng màn hình LCD để hiển thị tất cả những cái thông số của xe. Và xe thì được kết nối với cả smartphone để sử dụng các cái tính năng như là GPS này, kết nối vào mạng này. Ở đây quý vị các bạn có thể thấy là ở trên cái màn hình chúng ta sẽ có những cái thông số cụ thể như là vận tốc km/h ở đây. Đây là hiển thị cái lượng pin còn lại ở trong của xe đấy ạ. Có hai chế độ chạy là Eco và Sport. Đây là cái đồng hồ mà hiển thị cái số km mà chúng ta còn có thể vận hành được trước khi mà chúng ta sẽ phải tới cái trạm để sạc nhiên liệu hay là thay đổi pin. Bên đây thì là một cái ô thông số ở bên phải, góc bên phải sẽ hiển thị những cái thông báo mà khi chúng ta kết nối vào smartphone, ví dụ như là có điện thoại này, có tin nhắn này. Và bên đây là cái dấu hiển thị cái kết nối Bluetooth. Và khi chúng ta kết nối điện thoại smartphone vào xe thì cái điện thoại của chúng ta sẽ chứa rất nhiều cái thông tin của xe để giúp chúng ta kiểm tra này, hay là chúng ta có thể khóa từ xa chiếc xe của chúng ta, cũng như là tìm những cái điểm sạc gần nhất khi mà chúng ta cần nạp thêm điện hay là cần thuê hay là đổi pin. Và ở trên đồng hồ này thì còn một cái cảm biến ở đây. Vâng, đây chính là cảm biến ánh sáng để bật và tắt cái hệ thống đèn pha phía trước. Đây là một cái tính năng tôi đánh giá rất cao ở trên một mẫu xe máy, bởi vì hiện tại thời điểm này ở Việt Nam thì một số những cái mẫu xe giá rẻ cỡ khoảng 300 triệu tới 400 triệu đổ lại thì có một số mẫu xe vẫn chưa được trang bị cái tính năng này. Thì chúng ta cũng có công tắc bật đèn pha và cốt. Và đây là đèn cốt, còn đây là đèn pha. Quý vị và các bạn hãy lưu ý để tránh tình trạng là vận hành xe ngoài đường mà luôn luôn sử dụng đèn pha này gây chói mắt đến những người đi ngược chiều. Đây là đèn xi nhan, công tắc đèn xi nhan. Đèn xi nhan cũng được trang bị LED nha quý vị và các bạn. Còi, bấm thử cái xem sao. Còi nghe cũng ổn đấy, không bị tàu tí nào. Đây là công tắc bật và tắt đèn này. Đây là bật cái đèn định vị này. Đây là bật đèn pha này, cốt này. Bên đây chúng ta cũng sẽ có cái chế độ Eco và Sport. Đây. Eco đây, Sport đây. Đây là tôi đang để Eco nhá, tôi đang chuyển Sport này. Đây, mặt đồng hồ có luôn cái Sport. Quý vị qua phải thấy đây. Thật ra thì tôi đã đánh giá cao về cái tính thẩm mỹ của cái mặt đồng hồ chiếc xe Clara này. Đây, tiếp theo xuống đây thì chúng ta sẽ có những
những cái như là móc treo đồ. Móc treo đồ cũng khá chắc chắn đấy ạ. À, bên đây thì chúng ta cũng sẽ có ổ khóa. Chúng ta cũng sẽ có những cái chế độ của đây là đang bật chế độ tắt này, và chúng ta có thể mở phần yên xe ở đây. Đây, chúng ta mở yên xe để kiểm tra nhá. Đây. Ngay khi chúng ta mở yên xe ra thì khi mua xe về chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái bộ, không phải là tặng mà thực ra được trang bị theo thì đúng hơn. Một cái bộ sạc của Bosch và động cơ cũng như là viên pin lithium mà được trang bị ở trên bản pin lithium ấy thì đều của hãng Bosch sản xuất và cung cấp. Đây là hộp đựng gương. Ở trên cái phiên bản mà sử dụng cái acquy axit trì ấy thì acquy thì không phải do Bosch cung cấp, nhưng mà cái bộ sạc này thì vẫn là bộ sạc của Bosch, nên quý vị và các bạn hãy yên tâm rằng là sẽ có một cái bộ sạc của một cái hãng sản xuất khá là nổi tiếng trên thế giới. Đây chúng ta có một cái túi đựng cái bộ đồ. Đây, túi đựng bộ đồ. Đây chính là cái cổng sạc đây ạ. Đây là cổng sạc. Đây, chúng ta sẽ cắm vào đây để sạc. Pin lithium này. Và theo như là VinFast có công bố thì nếu như để sạc đầy mẫu xe này thì sẽ mất khoảng 6 giờ đồng hồ để sạc đầy pin. Và một lần sạc đầy thì chúng ta có thể di chuyển được 80 km và tốc độ tối đa là 50 km/h. Nếu như chúng ta sạc khoảng 4 tiếng thì sẽ được khoảng 90% pin. Và còn một cái chế độ sạc nhanh là mất 15 phút thì sẽ đi được 10 km. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái phần pin. Đây chính là pin lithium này ạ. Đây, vẫn còn nguyên cái tag của Bosch đây. Đây là hướng dẫn sử dụng và những cái lưu ý được dịch sang tiếng Việt nha. Quý vị và các bạn mua xe thì nhớ đọc những cái này, bởi vì đây là những cái rất cần thiết khi chúng ta sở hữu và sử dụng xe. Đây, như quý vị và các bạn để thấy tôi đang để rất nhiều hộp. Và đối với cả mẫu phiên bản pin lithium này thì sẽ có cái dung tích là 21 lít ở phần cốp. Chúng ta có thể để được 2 mũ 1/2 hoặc là để vừa một chiếc, như tôi nghĩ thì sẽ để được một cái laptop cỡ 13 inch. Thoải mái ạ. Đây, như đây chúng ta có thể thấy là cái phần yên xe cũng được làm hoàn thiện rất tốt đây. Khi chúng ta ấn vào chúng ta thấy là cái độ mềm. Và rõ ràng là bên trong, ngay đến cái phần mút ở bên trong của yên này cũng được có mã số rất là cẩn thận đây ạ. Để hoàn toàn là tất cả dây chuyền đều được kiểm soát rất là kỹ càng trước khi một mẫu xe Carrera xuất xưởng. Cái phần thiết kế của yên này thì được làm bè sang hai bên và có độ dốc để chúng ta ngồi thì rất là thoải mái. Các đường chỉ may cũng vậy, đều được làm khá tỉ mỉ. Rõ ràng là với cái mức giá 35 triệu cho một cái mẫu xe điện, xe máy điện như này thì tôi thấy hoàn toàn rất là hợp lý. Khi mà chúng ta đã được một cái chính sách trợ giá khá tốt đến từ Vin và nhà nước. Đây, quý vị các bạn sẽ tiến tiếp xuống cái phần thiết kế ở đây nhá. Chúng ta sẽ có một cái phần hông xe và một cái đuôi khá đẹp theo cái ngôn ngữ thiết kế của Ý. Cái nhìn vào cái phần này thì tôi liên tưởng tới ngay cái chiếc xe Lambetta. Không biết quý vị các bạn có biết hay là có nhớ đến cái mẫu xe Lambetta hay không? Cái mẫu xe Lambetta đấy thì là một cái mẫu xe khá đẹp, nhưng mà vì sử dụng một cái động cơ của một cái hãng khác cho nên là cũng chưa được tin dùng tại thị trường Việt Nam, nhưng mà là một cái mẫu xe mà tôi khá thích. Đây là cái phần để chân. Phần để chân hợp kim thì tôi thấy khá là chắc chắn đấy ạ. Chân trống. Đấy, các bạn thấy không? Rõ ràng là chân trống, mọi thứ đều được hoàn thiện rất tốt. Phần nhựa cũng vậy. Đây là những cái điểm mà tôi đánh giá khá cao ở trên cái mẫu xe Carrera này. Những cái đường giáp nối giữa những cái chi tiết nhựa với nhau rất đều và rất khít ạ. Đây, quý vị các bạn để thấy. Đây là những cái điểm mà chúng ta nhìn nhận để chúng ta đánh giá một cái mẫu xe được lắp ráp như thế nào. Và rõ ràng là VinFast đã có một cái di chuyển lắp ráp khá tốt để lắp ráp chiếc xe này tại Việt Nam. Cái phần tay nắm này cũng hợp kim, to chắc chắn. Đây. Xe thì được trang bị hai giảm sóc ở phía sau. Và đây, động cơ đây ạ. Động cơ của Bosch nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn hoàn toàn yên tâm. Và bánh sau thì được trang bị là động bánh là la răng 12 inch. Cũng là lốp không xăm luôn. Đây, đèn sau cũng là đèn LED đây. Quý vị và các bạn có thể thấy. Đây, một giải đèn LED định vị luôn ạ. Quá đẹp phải không ạ? Đây là đèn phanh đấy ạ. Đây là đèn phanh. Và khi chúng ta bật xi nhan. Đấy, xi nhan cũng là đèn LED. Và toàn bộ từ phía trước ra phía sau thì cái hệ thống đèn hay những ngôn ngữ thiết kế của Vin thì đều đi theo một cái kiểu dáng là hình chữ V. Đây là một cái chữ V cách điệu, quý vị các bạn để thấy.
ôm và bo tròn ở phần hông, phần đuôi của xe. Đây có logo VinFast ở đây. Và có lẽ thì vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã cùng tôi đi tìm hiểu nhanh cái mẫu xe VinFast Clara này. Và chiếc xe này được bán khi mà áp dụng cái chính sách hỗ trợ là 35 triệu. Và sẽ còn một phiên bản nữa với cái giá thấp hơn là 21 triệu. Thì sẽ được trang bị cái bình là bình ắc quy axit trì. Và có cái công suất động cơ là 800 W. Tôi nhớ không nhầm là thế. Còn mẫu xe này có khối động cơ là 1.200 W. Khi mà chúng ta kết nối điện thoại vào mẫu xe này, chúng ta có thể điều khiển được khá nhiều thứ và kiểm soát được hầu hết những cái tính năng hay những cái khả năng hay những cái thông số của xe. Khi mà chúng ta kết nối, chúng ta bật cái chế độ khóa xe từ xa lên đấy ạ. Mời chị có thể làm thử cái test thử cái tính năng đấy để cho quý vị và các bạn có thể xem được không ạ? Đây ạ. Thì chúng ta tắt đi và chúng ta bật lên. Cảnh báo chống trộm, nếu mà có ai đó động vào xe đúng không ạ? Khóa rồi, bật lên là không được đâu ạ. Mà điện thoại trên điện thoại. Cái này chạy pin ECU em. Kể cả là khi chúng ta sử dụng chìa khóa cắm vào thì chúng ta cũng sẽ không thể khởi động được xe. Đây ạ. Khóa hoàn toàn, chúng ta có chìa khóa hay là muốn bẻo khóa hay gì đấy cũng không thể khởi động được. Mà nếu mà ai đó mà muốn dắt đi thì chắc là cứ dắt thôi, nó sẽ kêu hú này liên tục. Và chắc chắn là chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở trong một video sớm nhất khi mà tôi mượn được chiếc xe này từ VinFast để chúng ta cùng kiểm tra cũng như là thử thách mẫu xe này qua các cái bài thử. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.